all for the gram. Bitches love the gram. Oh, wait, shit. Xin chào anh em. Chào mừng quay trở lại với channel của mình. Ở đây thì mình đang có một chiếc đèn trợ sáng treo màn hình đến từ một tập đoàn công nghệ rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Đây chính là chiếc đèn treo màn hình Xiaomi Mi Gia. Sản phẩm này hiện đang được bán trên Shopee với mức giá là 8.000 đồng. Rất là cảm ơn anh bạn đồng nghiệp trên công ty đã cho mình mượn sản phẩm này, mở hộp và giới thiệu đến anh em. Bây giờ anh em hãy cùng mình unbox nhanh sản phẩm này nhé. Và đây là tất cả những gì có trong hộp sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng. Mình luôn khuyên anh em đọc thật kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tuy nhiên nếu mà anh em lười quá thì có thể xem video của mình thôi cũng được. Tiếp đó chúng ta sẽ có một cái sợi cáp Type-C. Và đây chính là cái cục điều khiển rời bên ngoài, giúp anh em có thể tăng giảm cường độ sáng cũng như thay đổi được giải nhiệt độ màu. Nhà sản xuất có tặng kèm cho chúng ta thêm 2 viên pin 3A để anh em lắp vào cái cục điều khiển rời này luôn. Còn đây chính là cái phần chân đế để giúp kẹp thanh đèn vào phía trên màn hình. Phần đế này rất là chắc chắn, anh em chỉ cần gá nhẹ vào phía trên màn hình thôi cũng được. Lát nữa thì mình sẽ demo cho anh em xem luôn. Và đây chính là phần thanh đèn Xiaomi Mi Gia. Ở hai phần đầu của thanh đèn sẽ có in logo của hãng. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái cục nam châm giúp kết nối thanh đèn vào phần chân kẹp. Phần đế kẹp và phần thanh đèn được kết nối với nhau bằng cơ chế từ tính. Phía sau phần đế chúng ta sẽ có một cái cổng Type-C. Thì anh em có thể sử dụng nguồn của case máy tính hoặc là nguồn của màn hình luôn cũng được nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp đặt đèn lên phía trên màn hình và hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn. Anh em chỉ cần gá nhẹ lên phía trên màn hình thôi, chứ không như những cơ chế kẹp cứng như một số mẫu đèn khác có trên thị trường. Và sau khi lắp đặt xong thì đèn sẽ được gá vào phía trên màn hình như thế này đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho đèn. Và đây chính là cái không gian làm việc của mình vào ban đêm. Bây giờ thì mình sẽ thử mở đèn cho anh em xem luôn. Đó, anh em thấy chưa? Một cái sự khác biệt rất là rõ rệt. Khi mà anh em phải thường xuyên làm việc trong môi trường ban đêm thì mình nghĩ anh em nên đầu tư ngay một chiếc đèn trợ sáng trên màn hình. Một phần nào đấy sẽ giúp giảm ánh sáng xanh, giúp bảo vệ mắt của anh em một cách tốt hơn. Về cách sử dụng đèn thì cũng rất là đơn giản. Nhấn tức là để bật và tắt đèn. Để điều chỉnh cường độ sáng thì xoay trái sẽ là giảm, xoay phải sẽ là tăng. Còn nhấn giữ và xoay để điều chỉnh được cái giải nhiệt độ màu từ 2700 đến 6500K. Nói chung đây là một sản phẩm rất là phù hợp với những anh em nào mà thường xuyên cú đêm như mình. Nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.